Song Chi xin chào khán giả của Tự lực Bookstore. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đi qua những ngày tưởng niệm 47 năm kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam, vẫn với quan điểm, thái độ hoàn toàn khác nhau từ cả hai phía thắng cuộc và thua cuộc. Nhưng cũng ngày càng có thêm những tư liệu mới công bố soi rọi lại cuộc chiến này. Ví dụ như những thông tin công bố từ phía Trung Cộng về mức độ tham gia, kể cả trực tiếp tham chiến của họ, những cố gắng can thiệp của họ vào những phút cuối cùng của cuộc chiến vì không muốn quân đội Bắc Việt giành được chiến thắng trên toàn quốc sẽ mạnh hơn, sẽ liên kết hơn với Liên Xô và họ sẽ bị bao vây bởi một hiệp ước tiềm tàng giữa Moscow và Hà Nội. Hay những thừa nhận có phần cởi mở hơn đôi chút về một vài nhân vật từng là quan chức cấp cao của chế độ Cộng sản. Trong khi đó thì cuộc chiến Ukraine đã kéo dài được 10 tuần lễ. Cuộc chiến này đang và chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện thế giới một cách rõ rệt. Các quốc gia với những nhà lãnh đạo sáng suốt, khôn ngoan thì đang quan sát và kịp thời điều chỉnh chính sách quốc phòng và ngoại giao, điều chỉnh hướng đi của mình, trừ một số ít đi ngược dòng, trong đó có Việt Nam mà chúng ta sẽ nói sau. Hôm nay, chương trình Việt Nam và Thế giới trong thế kỷ 21 đã mời ông Nguyễn Gia Kiển, cựu kỹ sư, chuyên gia kinh tế, thành viên ban lãnh đạo tập hợp Dân chủ đa nguyên để đưa ra những nhận định, đánh giá về cả hai sự kiện. Một sự kiện có tính cách riêng tư đối với Việt Nam là 47 năm sau ngày 30 tháng 4 1975 và một có tính cách quốc tế là cuộc chiến Ukraine với những khía cạnh mới sau hơn 2 tháng. Dạ, xin kính chào kỹ sư Nguyễn Gia Kiển. Trước hết xin chân thành cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô Song Chi đã cho tôi nói chuyện ngày hôm nay. Xin chào, kính chào quý vị khán thính giả của Tự lực Bookstore. Dạ thưa, như đã nói là phần 1 là chúng ta sẽ là nhìn lại 47 năm sau ngày kết thúc cuộc chiến. Song Chi có một cái câu hỏi thứ nhất đó là ông có thể tóm tắt lại những cái hậu quả của cái chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 đối với Việt Nam được không ạ? Những cái hậu quả, những nguyên nhân và hậu quả của cái cuộc chiến thắng của phe Cộng sản ngày 30 tháng 4 có thể chúng ta nói liên tục không? Trong vòng một vài năm cũng chưa xong. Thì đó là một tình trạng vô cùng phức tạp. Nhưng mà bây giờ chúng ta có vài phút để mà trao đổi với nhau những cái nét chính thì phải nói những đó nó đã là một cái thành quả của một cái cuộc nội chiến đáng lẽ không nên có và cũng không cần có. Sở dĩ cái cuộc nội chiến đó nó đã có là bởi vì một trong những cái lực lượng của Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản, có cái quyết tâm không chỉ giành độc lập cho đất nước mà còn cộng sản hóa Việt Nam và thiết lập chế độ cộng sản tại Việt Nam. Chính vì cái sự cuồng nhiệt đó mà họ đã sẵn sàng hy sinh, họ đã sẵn sàng tiêu diệt những người yêu nước mà không cùng một không chia sẻ một ý thức hệ đối với họ. Và đó là một cuộc nội chiến nó đã kéo dài ba mươi năm, từ năm 1945 sau Thế chiến II, sau cách mạng tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, và đó đã làm chết, theo những thống kê từ đã từng làm chết từ 5 tới 6 triệu người, có lẽ là hơn 6 triệu người, là bởi vì có những người chết mà không có hiện không có được thống kê. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái điều mà chúng ta cần nhấn mạnh nhất, đây là một cuộc đấu tranh ý thức hệ của những người muốn áp đặt chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Chứ còn nếu không đó, thì chúng ta đều hiểu là đây là một cuộc chiến tranh không cần thiết. Vâng. Bởi vì tất cả chúng ta đều đã biết là sau Thế chiến II, cái vấn đề mà trả độc lập cho các thuộc địa của các nước, các đế quốc thuộc địa như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là nó hoàn toàn là một cái sự kiện chắc chắn. Cái vấn đề chỉ là chuyển giao như thế nào thôi. Thì nếu cái mục tiêu chỉ là giành độc lập thì cái cuộc nội chiến đó nó không cần thiết.
Chiến tranh cũng không cần thiết. Cái vấn đề là đoàn kết với nhau, làm thế nào để cái sự chuyển hóa từ một cái chế độ thuộc địa, từ một cái tình trạng ngoại thuộc sang một cái chế độ độc lập được diễn ra trong cái thời gian ngắn nhất và trong những điều kiện tốt nhất. Tức là nó đòi hỏi một đoàn kết dân tộc. Thế nhưng mà đằng này đây là một cuộc nội chiến chia rẽ dân tộc, và nó làm cho vấn đề nó trở thành phức tạp hơn. Cũng phải nói là cái nguyên nhân, cái thảm kịch của nội chiến Việt Nam là ở chỗ là người Việt Nam, trí thức Việt Nam, phe cộng sản cũng như phe quốc gia. Khi tôi nói phe quốc gia là tôi nói những người trong các chính quyền, trước hết là từ năm 1948 trở đi gọi là quốc gia Việt Nam, sau đó từ năm 1955 là Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói những người Việt Nam ở trong cả hai phía, phe quốc gia và phe cộng sản, không ý thức được cái tình trạng vô cùng khó khăn của lúc đó. Thì sau Thế chiến thứ hai đó, thì cái vấn đề của Việt Nam đó là Việt Nam phải đương đầu với hai vấn đề quan trọng nhất. Một đó là thiết lập một chế độ độc lập tự chủ từ một cái thực trạng ngoại thuộc. Cái điều đó là rất khó. Chúng ta nếu ai ngờ vực cái sự khó khăn này đó, có thể nhìn vào cái kinh nghiệm của châu Mỹ Latin. Châu Mỹ Latin độc lập từ năm 1820. Rồi tới đây là 200 năm. Nhưng bây giờ họ đã giải quyết chứ, cái chế độ của họ đã ổn vững chưa? Khó lắm. Vấn đề thứ hai đó là chúng ta phải chuyển hóa từ một cái chế độ quân chủ chủ nghĩa sang một cái chế độ dân chủ. Cái vấn đề này cũng là khó. Chúng ta hãy nhìn vào cái ngay cả những kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Đã có bao giờ có một dân tộc nào có thể thiết lập được một chế độ dân chủ ổn vững sau 10 hay là 20 năm? Chúng ta hãy nhìn coi kinh nghiệm Âu Châu, kinh nghiệm ở nước Anh mà cô Song Chi đang sống, thì cũng phải trải qua một cuộc chiến, cũng phải đem một ông vua ra chém, rồi cũng phải đẫm máu lắm. Ở bên lục địa đó, thì mặc dầu là có cái đã từng có cái thời cái giai đoạn gọi là phục hưng Renaissance và cái giai đoạn thế kỷ ánh sáng, trong đó có sự đột phá về tư tưởng và nhất là tư tưởng chính trị. Nhưng mà các nước ở châu Âu, ngay cả những nước Pháp mà tôi đang sống, cũng chỉ có được một chế độ dân chủ ổn vững sau những cái xung đột rất là đẫm máu mà kéo dài hàng thế kỷ. Hơn nữa, vào cái thời điểm mà Thế chiến hai chấm dứt, thì đất nước ta phải đương đầu, phải giải quyết cùng một lúc cả hai vấn đề vô cùng khó khăn. Nhưng mà cái vấn đề đó, cái thảm kịch là người Việt Nam ấy, chúng ta thiếu một cái tầng lớp trí thức chính trị. Chúng ta không có nổi một nhà tư tưởng chính trị. Có một người có một cái chút tư tưởng chính trị dân chủ là cụ Phan Châu Trinh. Phan Châu Trinh ấy thì cụ đã qua đời từ lâu rồi. Thế nó vào thời điểm đó không có. Chúng ta phải nhớ lại đây là những cái tài liệu của Đảng Cộng sản, như ông Hồ Chí Minh chẳng hạn. Khi mà ông ấy đọc được cái tuyên ngôn Cộng sản, thì ông ấy vui mừng như là một người mê sảng. Và ông ấy tưởng đó là mình kiếm được một chân lý tuyệt đối và quyết định đem vào Việt Nam. Và với bằng mọi giá, kể cả cái giá tàn sát đồng bào mình. Nhưng mà tôi muốn nói được, nếu mà chúng ta nhìn lại trong quá khứ, chúng ta chia rẽ và chúng ta đã không có cái khả năng để đương đầu, khả năng và trí tuệ để đương đầu cái hai vấn đề vô cùng lớn đó. Ví dụ, chúng ta hãy nhìn tàn sát nhau như thế nào. Thì vào năm 1945, khi cuộc xung đột quốc cộng nó bắt đầu, thì những người cộng sản đã bắt đầu cái cuộc nội chiến này trước bằng cách họ ám sát, họ thủ tiêu những người thuộc Việt Nam Quốc Dân Đảng, những người thuộc các đảng Đại Việt, những người mà họ giữ biết là yêu nước nhưng mà không chấp nhận cái chủ nghĩa cộng sản. Sau này đó, cái chính sách khủng bố đó nó tiếp tục. Sau này cải cách ruộng đất, kết quả là đất nước bị chia đôi, và rồi ở miền Bắc cải cách ruộng đất làm cho theo một cái tài liệu của cái Viện Kinh tế Xã hội của do giáo sư Đặng Phong viết, thì có 172.000 người bị giết chết trong cái đợt cải cách ruộng đất. Rồi trong cái cuộc chiến ở miền Nam sau đó thì cuộc chiến nó kéo dài, và đến cái
nó làm cho đất nước tụt hậu. Chúng ta có thể nói là vào ngày 30 tháng 4 năm 75 miền Bắc hầu như không có gì. Người ta ăn sắn thay cho ăn cơm, ăn cầu muống thay cho ăn thịt bò. Nhưng mà miền Nam đó còn giữ được một cái mức độ phát triển tương đương với Thái Lan. Nhưng mà sau đó chỉ sau một năm, chỉ sau một năm cầm quyền thôi, một năm của cái chiến thắng cộng sản thôi, thì Việt Nam tụt lùi so với Thái Lan vào khoảng 50 năm. Và ngày nay đó, mặc dù có những điều kiện thuận lợi mở ra cho đất nước, chúng ta vẫn tụt lùi so với Thái Lan chừng 25 năm. Và bây giờ cái tình trạng của ngày hôm nay, chúng ta là một quốc gia mặc dù có 100 triệu người, mặc dù có một bờ biển dài và rộng mở ra, biển quan trọng và cái biển quan trọng nhất thế giới, đáng lẽ chúng ta phải là một nước phát triển, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không này, chúng ta là một không có gì để xứng đáng được thế giới biết đến. Chúng ta không có một công ty có tầm vóc quốc tế, chúng ta không có một sản phẩm nào được thế giới biết đến, chúng ta không có một sáng tác văn học nghệ thuật, chúng ta không có một phát minh khoa học kỹ thuật. Nghĩa là chúng ta cái GDP, nói chung cái thu nhập bình quân trên mỗi đầu người của người Việt Nam nó chỉ bằng 1/5 thôi, đúng không? Cái mức trung bình thế giới, chúng ta còn phải cần một nửa thế kỷ trong những điều kiện tốt nhất để bắt kịp cái mức trung bình thế giới. Đó là một thảm kịch. Cho nên tôi không thể hiểu được cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng, cái người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông cứ khoe khoang mới đây ông vừa mới nhắc lại trước mặt tân đại sứ Mỹ mà không biết ngượng, là ông nói nước Việt Nam chưa bao giờ có cơ ngơi gì thế này. Cái thảm kịch là cái chỗ chúng ta gặp cái điều kiện đi đáp. Nhưng cái thảm kịch lớn hơn nữa là chúng ta không biết rằng mình đang ở trong cái tình trạng đi đáp. Phải nói đó, cái kết quả tôi muốn, cái kết đó là cái kết quả ngày hôm nay. Đấy. Chúng ta còn một vấn đề nữa là cái vấn đề cái lòng yêu nước, cái tinh thần Việt Nam, cái sức sống của cái đất nước Việt Nam nó ở đâu. Nhưng mà chúng ta hãy, tôi nói cũng dài rồi, tôi muốn dừng, tạm dừng lại ở đây. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh một điều là nếu có một tội trong lòng một dân tộc, nếu có một tội, tội ác lớn nhất thì đó là tội gây ra nội chiến. Trong sinh hoạt của một dân tộc không có cái tội nào lớn hơn cái tội gây ra nội chiến. Thì trong khi nội chiến, trong khi người ta giết nhau, thì người ta đã, trong khi một người Việt Nam giết một người Việt Nam trước mặt mà mình không quen biết chỉ vì khác chiến tuyến, thì người ta đã không coi nhau là đồng bào nữa. Chưa trong lịch sử thế giới chưa bao giờ có được một dân tộc, có một đất nước nào mà có thể phục hồi nhanh chóng được sau một cuộc nội chiến kéo dài chừng vài năm. Đó. Nhưng mà chúng ta có một cuộc nội chiến kéo dài 41, kéo dài 30 năm. Mà như tôi nghĩ rằng không có một người hiện nay, các những người lãnh đạo Đảng Cộng sản, họ chưa ý thức được cái mức độ nghiêm trọng, cái mức độ bi đát đó. Xin cảm ơn kỹ sư Nguyễn Gia Kiển. Thật ra thì nội chiến mà tùy theo cái cách ứng xử của bên thắng cuộc với bên thua cuộc, thì ví dụ như nội chiến của Mỹ thì cách ứng xử văn minh của họ chẳng hạn là đã làm cho cái đất nước của họ không không đến nỗi nào. Đó là một trong những ví dụ. Nhưng mà thật sự mà nói rằng là trở lại với lại cái biến cố ngày cái chiến thắng của Đảng Cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, thì đúng là như kỹ sư Nguyễn Gia Kiển vừa mới phân tích, tức là một biến cố lịch sử của một quốc gia đó, thì có nhiều khi nó có thể khiến cái quốc gia đó hoàn toàn thay đổi, có thể phát triển nhanh chóng vượt bậc, nhưng mà cũng có thể là thụt lùi hàng chục năm. Thì với cái chiến thắng của Đảng Cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 75 thì miền Nam là đã bị thụt lùi và cả nước bị thụt lùi hàng chục năm, từ cái năm 1975 cho tới năm 1986. Nhưng mà từ khi mở cửa đến nay có phát triển đôi chút nhưng cũng vẫn là quá chậm về kinh tế, về mọi mặt so với các nước. Còn về chính trị thì là hoàn toàn không thay đổi. Đó là chúng ta không nói đến cái chuyện quan trọng hơn là suốt 47 năm qua, Đảng Cộng sản đã không bảo vệ được cái sự toàn vẹn lãnh thổ, đã mất thêm một số đảo, đảo Gạc Ma, đảo Đá Su Bi, rồi đá chữ thập, đá Vành Khăn, v.v. Mất thêm một số lãnh thổ, lãnh hải qua hai cái hiệp ước mà phân định biên giới năm 1999 với lại cái hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ năm 2000 đó, thì là đã nhân nhượng rất nhiều về lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Quốc là hai. Thứ nữa là không bảo vệ được cái độc lập chủ quyền khi hoàn toàn lệ thuộc về Trung Quốc.
lệ thuộc Trung Quốc từ cái mô hình thể chế chính trị, kinh tế cho đến cái đường lối chính sách ngoại giao. Rồi thêm vào đó nữa là vừa mới ra khỏi hai cái cuộc chiến thì lại cũng chính vì những cái chính sách ngoại giao, những cái sai lầm của Đảng Cộng sản trong cái mối quan hệ với Liên Xô và Trung Cộng mà tiếp tục đẩy thêm hai cuộc chiến nữa, là cái cuộc chiến với Cambodia trong cái biên giới Tây Nam, khiến cho Việt Nam bị cấm vận và nghĩa là thụt lùi, tiếp tục thụt lùi khó khăn, và được cái cuộc chiến ở phía Bắc nữa với Trung Quốc nữa. Rồi thì những cái sai lầm trong cái việc chọn đường đi, chọn phe, chọn đồng minh, khiến cho Việt Nam bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội. Thì đó là tất cả những cái hậu quả mà chúng ta có thể thấy. Nhưng mà tại sao những cái con người như là ông Nguyễn Phú Trọng, ông nói rất nhiều lần chứ không phải chỉ một lần, đất nước ta có bao giờ được như thế này chăng? Rồi thì là có bao giờ có được cái vị thế, cái cơ đồ, cái ảnh hưởng như vậy? Là bởi vì chị nghĩ có rất nhiều người, trong đó có ông Trọng, là họ tự so với lại Việt Nam ở trong, họ tự so với chính mình, với miền Bắc trước năm 75 và so với cái thời kỳ bao cấp thì họ thấy là bây giờ khá hơn nhiều. Nhưng không có ai lại đi so sánh với theo cái kiểu như vậy, mà phải so sánh với lại những cái nước chung quanh là trong cái thời giai đoạn đó thì các thế giới người ta tiến như thế nào, nhưng họ lại không thấy như vậy. Dạ vâng, cái câu hỏi kế tiếp mà Song Chi muốn nói là chúng ta đã nói nhiều về cái hậu quả rồi và nhiều người cũng nói cái hậu quả, nhưng mà những cái vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện tại là bây giờ là cái gì thưa ông? Những vấn đề lớn nhất của Việt Nam. Vấn đề thứ nhất đó là chúng ta phải thực hiện cho bằng được hòa giải dân tộc. Và đây là vấn đề rất khó. Tôi vừa mới nghe cô Song Chi nói về nước Mỹ, do cái khôn khéo, do cái sự bao dung, họ đã thực hiện được hòa giải dân tộc sau cái cuộc chiến cách đây 150 năm, 160 năm. Vâng. Nhưng mà sự thực đó, nó không phải như vậy đâu. Mặc dầu họ rất là có thiện chí, mặc dầu họ đã làm tất cả những gì phải làm để hòa giải dân tộc, nhưng mà cái sự hòa giải đó vẫn không thực hiện được. Bằng cớ là bây giờ chúng ta nhìn vào những tình trạng nước Mỹ, nếu mà có một cái, theo những cái thăm dò dư luận thì vẫn có và khoảng 40% người Mỹ muốn tách nước Mỹ ra nhiều khối. Những người miền Nam đó, họ vẫn nghe theo Donald Trump và họ hưởng ứng cái chính sách dân túy của ông, vì ông ấy đáp ứng cái nhu cầu mà muốn phục hận của họ. Nghĩa là ngay cả đó, tôi cảm ơn Song Chi nhắc lại cái tình trạng của nước Mỹ, ngay cả với những phương tiện rất dồi dào, ngay cả với một cái thiện chí không thể so sánh được, cái hòa giải dân tộc là vấn đề khó khăn. Thì một dân tộc mà không có hòa giải, không có hòa hợp, một dân tộc nó sẽ không có tương lai. Đó là vấn đề, đó là vấn đề mà anh em chúng tôi trong tập hợp dân chủ đa nguyên từ ngày thành lập, chúng tôi cũng thành lập 40 năm nay. Và kể từ ngày thành lập, chúng tôi thành lập trên cái tinh thần đó, vì chúng tôi thấy sau khi thảo luận chúng ta thấy đó là cái điều kiện sống còn của đất nước đấy. Thì tôi nói là cái vấn đề phải thực hiện cho bằng được hòa giải và hòa hợp dân tộc. Nhưng mà muốn hòa giải hòa hợp dân tộc được thì phải sòng phẳng với quá khứ, chứ còn như hiện nay thì không cách gì mà hòa giải hòa hợp được, khi một bên vẫn cứ tiếp tục ăn mừng, vẫn cứ tiếp tục gọi bên kia là vẫn cứ tiếp tục gọi đây là một cái cuộc chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược để giải phóng miền Nam, vẫn cứ tiếp tục gọi cái miền Nam là cái chế độ ngụy quyền và không bao giờ thừa nhận bất cứ một cái sai lầm nào của họ trong cái những cái chính sách sau năm 1975 đã đẩy biết bao nhiêu hàng triệu người miền Nam vào trong những hoàn cảnh như thế nào. Thì cái điều đó nó rất là khó, thành ra chị nghĩ khó mà hòa giải hòa hợp được. Còn nếu mà chúng ta nhìn qua những cái dân tộc mà họ văn minh hơn nhiều như Đông Đức và Tây Đức chẳng hạn thì họ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi đồng ý với Song Chi về cái khó khăn của hòa giải và dân tộc. Vì thế đó, chúng ta lại cần phải cố gắng. Bởi vì nước Việt Nam có tương lai hay không đó, là tùy thuộc ở chỗ chúng ta có thực hiện được hòa giải và hòa hợp dân tộc hay không. Nếu chúng ta không thực hiện được hòa giải và hòa hợp dân tộc nữa, thì nước Việt Nam không có tương lai. Nó dần dần nó sẽ giải thể trong lòng người, rồi cuối cùng một quốc gia mà đã giải thể trong lòng người thì sớm muộn thì cũng giải thể trên thực tế. Vấn đề dù là rất khó, tôi đồng ý Song Chi, nhưng mà bắt buộc phải làm. Vì thế mà chúng ta phải, những người còn quan tâm với đất nước, tôi muốn nhấn mạnh
để chúng ta cho đó là cái hòa giải dân tộc, hòa giải và hợp dân tộc. Là cái ưu tiên, là cái cố gắng lớn nhất mà chúng ta phải làm, là điều kiện sống còn của đất nước. Rồi hướng về tương lai thì tôi cũng nghĩ là chúng ta phải có một cái cố gắng để phát triển đất nước. Và một trong những cái có thể nói tóm là nếu mà có một cái chương trình kinh tế để phát triển đất nước thì nó phức tạp không? Vâng. Trong cái thời gian một vài phút mà có thể chúng ta có thể nói chuyện với nhau đó, thì tôi muốn nói là cái điều mà cái vấn đề lớn về phát triển của Việt Nam là phải đi ra khỏi cái nền kinh tế gia công, cái nền kinh tế lắp ráp để tiến tới một nền kinh tế công nghiệp thực sự. Thì hiện nay đó, phần lớn mặc dù là Nguyễn Phú Trọng rất là thỏa mãn, rất hãnh diện, nhưng mà chúng ta nhìn vô thì phần lớn những cái hàng hóa xuất khẩu của chúng ta là những hàng hóa hoặc là gia công hoặc là lắp ráp, như trường hợp những cái điện thoại Samsung chẳng hạn. Trong quần áo thì chúng ta lấy từ quần áo đã gần như là đã may xong rồi, chúng ta gia công rồi chúng ta gắn cái nhãn hiệu Made in Việt Nam vào. Tại sao vậy? Bởi vì có một nguyên do, không phải là người Việt Nam giàu, không phải là vị trí của đất nước Việt Nam kém, không thuận lợi, mà bởi vì người Việt Nam không, dân tộc Việt Nam là một dân tộc không bị trói, bị trói buộc và bị thống trị. Tôi nói hiện nay đó, ở trong tất cả những cơ quan nhà nước, dù là trường học, nhà thương hay là trong các công ty quốc dân, muốn lên đến chức phó phòng thôi thì cũng phải là đảng viên. Ở trong quân đội và công an thì từ hạ sĩ quan trở lên thì phải là đảng viên. Thì có thể nói đó là tất cả những người mà có một chút kiến thức có thể đóng góp vào cho sự phát triển đất nước và đưa đất nước đi lên, họ không có cái thời cơ, họ không có cơ hội, họ không có khả năng để phục vụ đất nước. Trái lại, chúng ta hiện nay chúng ta gần như là một quốc gia bị chiếm đóng bởi một lực lượng chiếm đóng ở nội tại trên cùng quốc nội. Đảng Cộng sản cư xử như một lực lượng chống đóng không? Tôi nghĩ khi tôi đã nói rằng Đảng Cộng sản cư xử như, hành xử như một lực lượng chống đóng là tôi nói không có đúng đâu. Thật ra là quá cái lực lượng chống đóng. Bởi vì trong những cái thời, những giai đoạn mà ngoại thuộc, nhục nhằn như là Pháp thuộc, thì cái kẻ chống đóng cũng vẫn quý trọng người Việt Nam hơn. Họ cũng vẫn có những người Việt Nam lên được những cái chức vụ rất là cao trong tất cả mọi địa hạt. Nhưng mà trong cái với cái lực lượng chiếm đóng cộng sản, nếu không có lực lượng, nếu không có tư cách đảng viên, thì tất cả những cái chức vụ, tất cả những cái trách nhiệm đều chỉ dồn cho những người cộng sản. Và vì thế đó, Đảng Cộng sản có 95 có 5 triệu đảng viên, trong đó có khoảng chừng 2 triệu đảng viên, 2-3 triệu đảng viên đã về hưu rồi. Nhưng mà có 2 triệu người, họ chiếm hết các địa vị lãnh đạo, các địa vị, các vai trò có trách nhiệm. Và họ được huấn luyện như thế nào? Được huấn luyện không phải là vì kỹ khoa học, kỹ thuật, văn hóa. Họ được chọn lựa trên cái sự trung thành với đảng. Thì đó là họ cần đó là cần chuyên. Và ngày nay đó, chúng ta thấy cái thực trạng đất nước là Đảng Cộng sản giữ dựng đó, trong cái chính sách sai lầm đó họ cũng hóa thân rồi, và họ cũng không còn như trước nữa. Trước đây đấy, họ được thành lập, họ ra đời như là một đảng của người nghèo để mà chống bóc lột. Ngày hôm nay đó, họ trở thành một đảng của người giàu để bóc lột. Không có một ông bí thư tỉnh ủy hay là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hay là tỉnh nào, hay là một ông thứ trưởng hay là một ông cục trưởng nào mà không phải là triệu phú đô la. Vì thế mà chúng ta không có vận dụng được tất cả những khả năng, tất cả những nghị lực của dân chúng để mà giải quyết những vấn đề. Tôi nhắc lại, nếu nhìn vào tình hình Việt Nam ngày hôm nay, hòa giải dân tộc ở trước, sau đó phải cố gắng để một mặt thoát khỏi cái nền kinh tế quá
quá đặt nặng trên nông nghiệp và biến thành một cái nền kinh tế biến thành một cái nền kinh tế có thể là công nghiệp và du lịch. Chúng ta cũng cần phải cố gắng để thoát khỏi cái vai trò của một nước gia công và lắp ráp để biến thành một cái một, để có một cái nền công nghiệp thực sự. Nếu nếu phải vấn đề của Việt Nam có thể nói là một chúng ta là một cái dân tộc trên 100 triệu người với một lịch sử phức tạp, với một tình trạng chính trị xã hội rất là hỗn loạn mà mặc dù chúng ta không thấy, đúng không? Rất là không bình thường. Cái vấn đề nó lớn nhưng mà tại vì Song Chi hỏi những vấn đề chính thì tôi nói đó là hai vấn đề chính. Xin cảm ơn kỹ sư Nguyễn Gia Kiển. Còn Song Chi thì Song Chi thấy là cái điều vấn đề lớn nhất là phải thay đổi về chính trị, phải thay đổi cái thể cái mô hình thể chế. Nhưng mà tôi nói là vấn đề cụ thể là hai vấn đề đó. Dạ. Dạ. Nếu mà thay đổi cái mô hình thể chế chính trị, thay đổi về chính trị thì dứt khoát là mọi thứ khác nó sẽ tới. Thay và tất cả những cái vấn đề lớn hiện nay là từ hòa hợp, hòa giải dân tộc hay là từ cái chuyện mà tham nhũng nặng nề trong mọi lĩnh vực, mọi mọi ngành nghề. Chống tham nhũng nhiều năm nay mà không nổi. Đến mức mà bây giờ mà cái hội nghị trung ương năm vừa rồi còn đang tính chuyện là thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp thành nữa. Có nghĩa là trước đây là ban chỉ đạo chống tham nhũng ở cấp trung ương không đủ. Thì bây giờ là phải phòng chống ở cấp tỉnh thành mà càng chống thì nó lại càng những cái vụ tham nhũng càng lớn hơn, càng bự hơn. Đó là một cái vấn đề rất lớn. Nó làm cho cái đất nước là gây, tức là nó làm lãng phí cái tài chính, cái nguồn lực quốc gia, nó làm nghèo đất nước, nó làm hỏng quan chức cán bộ, vân vân, là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là cái chuyện mà thiếu những cái những người mà có những người trí thức, những cái người có tài, có đức, kể cả trong cái hàng ngũ của lãnh đạo, của quan chức. Là tại vì sao vậy? Tất cả những cái người, thứ nhất là về một cái nền giáo dục và ngu dân thì chúng ta biết rồi. Và cái sự mà cái nền giáo dục đó nó còn lại mới đây là còn cái chuyện mà không những ngu dân không, mà ví dụ như cái chuyện mà đào tạo cấp tiến sĩ vừa rồi cũng vậy. Thứ nhất là cái lò ấp tiến sĩ mà một ngày mà có một hội đồng mà phải nghiệm thu tới 18 cái đề tài khoa học chẳng hạn. Rồi thì những cái đề tài về cái đề tài về cầu lông, phát triển cầu lông với cái lại công nhân viên chức của thành phố Sơn La, hay là một cái hàng loạt cái đề tài luận án tiến sĩ kiểu như là hành vi nịnh trong tiếng Việt, hay là tắm giặt tập trung cho quân đoàn đóng quân phía Bắc, những cái đề tài hết sức tào lao mà nó là luận án tiến sĩ. Thì chính cái nền giáo dục đó, chính cái cách thức đào tạo đó nó làm cho nó làm hỏng. Và hơn nữa là tại sao là thiếu những cái người tài, là bởi vì tất cả những người tài đức thật sự thì họ không có chỗ leo lên, trong khi tất cả những đảng viên hay những người nào mà họ hối lộ, họ chạy chọt thì họ có được những vị trí cao và họ phải là đảng viên. Rồi kể cả trong cái hệ thống quan chức lãnh đạo cũng vậy. Chúng ta thấy cái tầm nhìn, cái tư duy của họ. Thì họ, chúng ta thấy ví dụ như là tất cả những cái kiểu mà khi mà họ phân tích về nhận định về tình hình thế giới chẳng hạn. Như là kiểu như các cái ông mà thiếu tướng Lê Văn Cương, rồi đại tá Lê Thế Mẫu. Khi với cái tư duy, cái tầm nhìn như vậy. Rồi tất cả những cái phát ngôn hoang tưởng của họ, mà Nguyễn Phú Trọng thì thật ra chỉ là một cái ví dụ mà thôi. Còn họ rất nhiều những người họ phát biểu những cái câu phải nói là không biết gì về người và cũng không biết gì về mình cả. Thì cái tình trạng đó là hai, tức là hai, và thứ ba nữa là họ dẫn tới một cái chuyện là cái xã hội này nó dẫn tới cái chuyện là sự thờ ơ, không quan tâm tới chính trị, không quan tâm tới tương lai vận mệnh đất nước của số đông người Việt Nam. Thì cái điều đó là nó rất là tai hại. Thì chị nghĩ những cái phải, khi mà phải thay đổi cái mô hình thể chế chính trị, phải thay đổi thì những thứ khác nó sẽ thay đổi. Còn nếu không thì không cách gì giải quyết được vấn đề gì hết. Dạ vâng, dạ thưa kỹ sư Nguyễn Gia Kiển, có muốn bổ sung gì không ạ? Chúng ta có hàng trăm vấn đề phức tạp. Dạ vâng. Dạ. Để giải quyết thì phải thay đổi thể chế chính trị. Nhưng mà cái điều đó là những cái điều mà những người cộng sản họ không nhìn thấy. Kể cả những người mà chúng ta phải nhìn nhận là họ có đầu óc sáng suốt hơn những người khác. Mà họ có cởi mở hơn người khác. Tôi nói ví dụ như gần đây đó, có người bạn đưa cho tôi đọc cái bài của ông Nguyễn Đình Minh. À, dạ vâng, dạ. Mà là một ông cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Và cũng đã có một giai đoạn làm đại sứ tại Pháp, viết về ngày 30 tháng 4. Thế là có một tiến bộ.
là ông ấy nói có cái nhu cầu hòa giải và hòa hợp dân tộc. Đó là cái điều mà anh em chúng tôi đã kêu gọi từ ngày thành lập ở 40 năm nay. Đó. Ông ấy cũng nói tới đấy là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Đúng. Nhưng mà ông lại nói đó là một cuộc chiến đấu vinh quang, cái cuộc nội chiến này là một cuộc nội chiến vinh quang để mà chống cái ách đô hộ ngoại bang, chống xâm lược. Ách đô hộ là ông ấy nói của người Pháp, và cái xâm lược là ông muốn nói là quân xâm lăng, là quân Mỹ, là quân xâm lăng. Nhưng mà sự thực nếu mà chúng ta cứ giữ những cái luận điệu mà tôi nói thực sự thực ra nó là rất là ngụy biện. Vâng. Đó, nó rất là ngụy biện. Phải bị thứ nhất là cái chế chúng ta nếu mà nhìn lại thì cái chế độ thuộc địa Pháp thực ra là nó cũng nhục nhằn cho chúng ta, nhưng mà trong 80 năm Pháp thuộc phải nói là nước Việt Nam đã tiến nhiều hơn là trong 2.000 năm lịch sử, kể cả về mặt nhân quyền, kể cả pháp luật, kể cả về mặt khoa học kỹ thuật. Có thể nói là người Pháp đã còng tay chúng ta, nhưng họ đã còng tay chúng ta để dẫn chúng ta vào cái thời đại mới. Và thời đó phải nói là chúng ta nếu lùi lại vào cái lúc mà người Pháp chinh phục Việt Nam thì thế giới cũng chưa văn minh. Quan hệ giữa các nước là quan hệ thống trị, là quan hệ xâm lược. Mặc dù là nhục nhằn nhưng mà phải nói là cái chế độ Pháp thuộc đối với người Việt Nam khách quan mà nói nó còn hơn cả những chế độ đối với người Việt Nam, nó còn hơn cả những chế độ độc lập, những chế độ quân chủ độc lập của chúng ta, chưa nói tới thời Pháp thuộc, thời Bắc thuộc của Trung Quốc. Còn phải nói là nước Mỹ, Mỹ đâu có nước xâm lược. Mỹ đó, nước Mỹ phải nói là trong lịch sử nước Mỹ chưa bao giờ nước Mỹ xâm chiếm một nước nào hết, ngay cả bây giờ có một nước là Puerto Rico, họ muốn được làm một cái tiểu bang của Mỹ, nhưng mà người Mỹ họ cũng không chấp nhận vì cái đất đai họ bao la, cái mộng ước của người, cái mong ước của người Mỹ đó là họ mở rộng ngoại thương, họ muốn buôn bán thế thôi, chứ là nó sai lầm thật, là cái nhận định của cái ông Nguyễn Đình Bình đó thì tôi nói thật là nó sai lầm. Nhưng mà phải nói là nó ngược với cái tinh thần, không những nó sai và nó ngược với cái tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc mà bây giờ ông muốn chấp nhận. Đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng như là cô Song Chi đã nói là nếu muốn hòa giải thực sự thì phải song phẳng với quá khứ. Nhưng mà nếu các ông cứ xưng rằng các ông ấy là một cái cuộc chiến đấu của các ông ấy là vinh quang, của Đảng Cộng sản là vinh quang, là chống ngoại xâm, thì phải hiểu rằng những người trước mặt các ông là tay sai ngoại bang, là những người phản quốc. Chúng ta không, không cái ngôn ngữ đó nó vừa sai, nó sai một cách lố lăng mà nó gian đó, không sai, không những sai mà nó gian. Tôi nghĩ rằng không phải là người Đảng Cộng sản tranh đấu giành độc lập, họ tranh cái mục tiêu chính của họ, có lẽ họ cũng muốn độc lập như tất cả mọi người Việt Nam, nhưng mà cái mục tiêu của họ đó là để Nắm quyền. thiết lập cái chế độ cộng sản tại Việt Nam, vì họ coi chế độ cộng sản như là một cái, nhớ là có một khẩu hiệu mà tôi nghe sau ngày 30 tháng 4 năm 75 phải nhắc là họ nói về chủ nghĩa Mác Lênin là đỉnh cao trí tuệ của loài người, là một chủ nghĩa bách chiến bách thắng. Ông Hồ Chí Minh á, nếu mà nói thật tôi đối với một người đã chết tôi không muốn nói xúc phạm, nhưng mà phải nói nếu mà ông ấy có văn hóa hơn, có kiến thức hơn, thì khi đọc cái bản tuyên ngôn Cộng sản có lẽ vào năm 1920, ông đã phải biết rằng đây là một cái ý thức hệ, một cái chủ nghĩa đã bị những người rất có trình độ mà phản bác và đã bị chối bỏ ngay trên quê hương của nó, tức là tại Đại hội Đảng Cộng sản Đức và ở Gotha năm 1875. Ông có thể thấy nó hay nhưng mà không đến nỗi mê sảng rồi la lên gấp lời kể của ông là đây rồi đúng để rồi về sẵn sàng giết đồng bào mình để thiết lập cho bằng được cái chế độ đó. Ông Lê Duẩn cho tới lúc gần qua đời ông còn nói chúng ta chiến đấu để chiến đấu cả cho Trung Quốc và Liên Xô. Vậy thì muốn muốn sòng phẳng với quá khứ cũng phải nhìn nhận rằng Đảng Cộng sản đã có lỗi. Cái lỗi đó thì chúng ta không trách ai, vì những người có lỗi đó họ đã chết hết rồi, nhưng mà cũng phải nhìn nhận rằng cả hai bên đều có những thiếu sót. Nhưng mà cái thiếu sót bây giờ chúng ta hãy quay lưng lại với quá khứ đi,
để mà bắt tay nhau cùng hướng về tương lai. Nhìn lại anh em, nhận lại bạn bè đi, nhìn nhau là đồng bào đi, để mà tiến tới, để mà cùng xây dựng một tương lai chung. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Cha Con Giáo Hoàng của tác giả Mario Puzo. Nhà văn Mario Puzo là tác giả cuốn sách nổi tiếng The Godfather và được giới điện ảnh Hollywood quay thành phim mang tên The Godfather, làm say mê khán giả khắp nơi trên thế giới. Lấy bối cảnh nước Ý thời kỳ phục hưng, Cha Con Giáo Hoàng là câu chuyện về những dã tâm chính trị của gia đình Borgia, là một gia đình tội phạm đầu tiên của nước Ý. Để hoàn thành cuốn tiểu thuyết này, Mario Puzo đã dành ra 20 năm tâm huyết với mong muốn đây sẽ là tác phẩm hay nhất cuộc đời của ông. Tuần báo Times đã có nhận xét sau đây về tác phẩm Cha Con Giáo Hoàng. Hấp dẫn không ngừng, ly kỳ với những tình tiết xoay quanh tệ tham nhũng, mưu đồ phản bội, sát hại lẫn nhau, đan xen cùng chất trữ tình đậm đà và các giá trị gia đình. Còn nhật báo USA Today thì nhận xét Mario Puzo là người kể chuyện thiên tài với một thủ pháp miêu tả kỳ lạ, khiến độc giả cứ phải nhấp nhòm lật dở từng trang này sang trang khác. Hãy gọi đó là thứ văn chương gây nghiện. Còn nhà xuất bản và nhà sách Barnes & Noble Review thì viết rằng với nỗ lực biến những nhân vật lịch sử tai tiếng của gia đình tội ác Borgia trở nên gần gũi, Cha Con Giáo Hoàng là cuốn tiểu thuyết có tiết tấu dồn dập, được dụng công nghiên cứu kỹ càng, có lẽ là tác phẩm tham vọng nhất trong sự nghiệp của Mario Puzo. Tác phẩm Cha Con Giáo Hoàng của tác giả Mario Puzo hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, tiểu bang California 92843. Điện thoại miễn phí để quý độc giả gọi vào đặt mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749. Và số điện thoại để quý độc giả gọi thẳng vào cho Tự Lực Bookstore là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com.